Rồi em xin chào cả nhà nha. Em chào mừng cả nhà đến với kênh Đồng Hồ Si Kim Phụng ạ. Bên em thì cục chuyển khoản mới đi hàng nha cả nhà. Cả nhà tin tưởng em á, chuyển khoản hết em bao ship ạ. Thì hôm nay em lên cho mấy cái clip này á là dành cho mấy chị nữ nha. Thì cái mấy anh mình chốt thì cho vợ mình hay hoặc là người yêu mình cũng được nha. Đó, rất là đẹp luôn. Đây là bốn con, rất là đẹp luôn nha cả nhà. Rồi em sẽ lên chi tiết từng con trong nhà mình nha. Ngày đầu tiên em lên một cái con Red này nè cả nhà. Cái con này là nó cũng dòng của Senco, nhưng nó là công ty con của Senco cả nhà. Mặt rất là đẹp luôn nha. Rồi size mặt của nó là size 21. Ở trong mặt của nó cả nhà nhìn thấy rõ giúp em nha, là có hai cái trái tim, một trái tim lớn một trái tim nhỏ nè. Cái mặt của nó là dạng giống như là mặt cát á cả nhà, mặt cát mà nói sao ta, em nhìn vô á giống giống như là nó có cát á. Đó, rất là đẹp luôn nha, cái mặt đẹp lắm. Đó, nước vàng con này thì quá ok luôn. Nó mạ vàng hồng á cả nhà. Quy rẹt nè. Đó, nó mạ vàng hồng á, mà độ mới con này cũng còn cao luôn nha. Để em lấy nét mà cho nhà mình thấy nha. Con này nó ghi là Mod in China và Mod gì? Mod Japan, cách in China, linh kiện phụ kiện của Nhật, lắp ráp tại China nha cả nhà. Đó, cả nhà mình thấy không? Đó là công ty con của Senco cả nhà, một cái dòng có thương hiệu đàng hoàng ha. Rồi con này thì độ mới cao nha, lên tay thì nó ơi quá dễ thương luôn đó, quá dễ thương luôn nha cả nhà, đẹp lắm luôn nè. Tay mấy chị khoảng 15 đeo vừa nha, tay em 14.5 em đeo còn rộng nha. Rồi con này em bán cho cả nhà mình với giá là 500k nha, 500k mã 37 ạ, 500k mã 37. Rồi chốt thì cứ nhắn tin qua Zalo giúp em nha, quá đẹp luôn nha. Tiếp tục một con, con này con Kitigen. Con Kitigen này cả nhà. Kitigen này dòng có thương hiệu cả nhà mình đều biết rồi ha. Rồi size mặt của nó là size 20, size 23 nha cả nhà, size 23. Đó, cả nhà mình thấy không? Cái mặt rất là đẹp luôn ha, cọc số là cọc số học trò nè. Mà hai bên cái này nó có hình giống như là cái bông này cả nhà. Nó giống hình như cái bông vậy, nó đính một cái viên cái gì ở chính giữa nè. Chung mà nhìn dễ thương quá ha. Đó, dây phối rất là đẹp luôn, dây rất là đẹp luôn nha. Rồi Kitty dây nhập hiệu nè, không chê chỗ nào được luôn cả nhà ơi, rất là đẹp luôn đó, quá đẹp. Cái đít á thì kiểu như mình người ta đeo nó có bị sần sần hay là do cái kiểu nó sần em cũng không biết nữa. Đó nè cả nhà, nhưng mà dưới mà không sao đâu ha, không ảnh hưởng gì đâu ha. Rồi con này máy Nhật nha, em bao cả nhà mình máy Nhật nha. Kitigen này cả nhà mình đều biết rồi ha. Rồi em bán ở nhà mình với giá 550 mã 79 ạ. 550 mã 79. Chốt nhắn tin qua Zalo giúp em nha. Đó. Dây tay con này khoảng 15.5 đeo vừa cả nhà. 16 đeo cũng được luôn nha. Rồi. Rồi chốt nhắn tin cho em nha, 550 mã 79 ạ. Em lên một cái con này rất là đẹp luôn nè. Cái con này cái hiệu nó là gì ta? Để em coi coi. Cái hiệu này là lạ, cái nhà đọc giúp em nha. Cao Red cái gì nè, đó. Mắt in Japan, con này chuẩn nội địa Nhật luôn nha. Chuẩn nội địa Nhật luôn ha. Rồi cái con này nó giống dạng giống như một cái lắc tay vậy. Nè, ấy như là một cái lắc tay vậy mấy chị. Đó. Nè, thiết kế nè giống như cái lắc của mình luôn vậy đó. Mà đeo dòng đồng hồ mà dạng lắc á thì nó rất là xinh luôn ha. Cái mặt đó là mặt xanh, xanh nhạt á. Xanh màu xanh mà nhạt nhạt á, mặt cải tia luôn nè, mặt cải tia nhìn cực kỳ xinh luôn. Kính của nó nè, kính nó lòi cao lên nè, cái thấy không, rất đẹp luôn nha. Dây độ mới con này cũng còn ok lắm luôn nha. Rồi em bán về cho mấy chị đeo, bán rẻ luôn, con này nó bán rất là rẻ luôn nha. Đó, mình chốt một cái con đồng hồ rất là rẻ luôn nè, 350 mã A13, 350 mã A13 nha. Rồi rất là đẹp luôn nha, nó dạng lắc á cả nhà, đeo dễ thương cực kỳ luôn, đẹp lắm luôn á. Xay của nó, xay ngang của nó là 15. Rồi xay đứng của nó là 20 25 26, rất dễ thương luôn. Rồi chốt cái nhắn tin cho em 350 thôi, 350 mã A13 nha. Đó, chốt nhắn tin cho em nha, đẹp lắm luôn cả nhà. Rồi con này là con Oren thương hiệu chuẩn là địa Nhật ha, cọc số là cọc số học trò nè. Đó, máy Nhật nè, nó bên này nó có đính ba viên đá nè cả nhà. Ở trong là mặt trái tim nha,
Con này thì clip trước em cũng đã có lên cho cả nhà mình rồi đó. Nhưng mà em sợ nó trôi bài ấy, nên giờ em lên lại cho nhà mình nha. Rồi xe ngang của nó là xe 19. Xe đứng của nó là xe 30, 31 đó nha. 30 á. Đó. Con này á, thì cả nhà biết sao không? Nó mạ vàng hồng. Nhưng mà theo thời gian á, cái mạ vàng hồng nó sẽ lên cái nước. Cái kia bằng cái gì ta? Kia bằng lên cái bả trầu đó nha. Cả nhà nhìn thấy rõ không? Lên cái bả trầu á. Đó. Rồi. Con này là chuẩn nội địa Nhật luôn nha. Oren là chuẩn nội địa Nhật luôn nha. Nó tiếc cái là nó lên bả trầu mà nhìn cũng không xa đâu cả nhà. Đó, tại nó mạ vàng hồng nó lên mình để ý kỹ đó mình mới thấy luôn nha. Nước vàng rất đẹp luôn nè. Oren nhập hiệu luôn nha. Rồi, cái con này thì tay mấy chị khoảng 15 đeo được thôi nha, 15 đeo thôi. Nha, 15 em 14.5 đeo hơi rộng xíu. Rồi, em bán cho mấy cả nhà mình với giá là em sale con này luôn nha. Để em coi lại coi. Hôm nay sale con này luôn nha cả nhà. 400. Sale 400k luôn, trời quá rẻ luôn. Sale 400k cho cả nhà mình luôn, mã 16. 400k mã 16 nha. Trời không đâu rẻ bằng đâu cả nhà ơi, 400k mã 16. Chốt con này thì cứ nhắn tin cho em nha, qua Zalo cho em ha. Rất là đẹp luôn nha. Rồi, em hết rồi. À, bên em thì cọc chuyển khoản đi hàng nha cả nhà. Cả nhà tin tưởng em á, chuyển khoản hết em bao ship à. Em xin chào cả nhà nha.